Rồi, hello anh em nhé. Thì xin chào tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì video này mình sẽ chia sẻ các bạn là cách tải TikTok Trung Quốc và điện thoại iPhone chúng ta bị lỗi. Thì nó do các bạn khi các bạn chuyển vùng ở cái App Store từ Việt Nam của chúng ta sang Trung Quốc nó chưa được nhé. Đấy, thì nó khi chúng ta tải nó báo lỗi. Thì bây giờ mình sẽ vào cái App Store này. Thì tuy nhiên đây là mình đã sang được cái giao diện là của cái App Store Trung Quốc nhé. Đó, toàn là chữ Trung Quốc này. Và bây giờ mình sẽ tải một cái app TikTok đây về. Đó, thì khi mình tải về thì nó báo lỗi cho chúng ta này. Đó, tức là cái App Store của chúng ta từ Việt Nam khi chúng ta chuyển sang Trung Quốc là nó chưa thành công nhé. Thì nó các bạn tải là sẽ báo lỗi như thế này nhé. Thì nguyên nhân tại sao mà khi chúng ta chuyển sang cái giao diện Trung Quốc này rồi mà nó lại không tải được là do khi các bạn chuyển vùng App Store từ Việt Nam của chúng ta sang Trung Quốc, các bạn làm chưa đúng các bước thì các bạn có chuyển được sang cái giao diện của Trung Quốc này. Đó, thì khi các bạn tải nó vẫn báo lỗi nhé. Thì video này mình sẽ chia sẻ các bạn cách khắc phục cái lỗi này. Thì các bạn cứ để nguyên. Đấy, khi các bạn chuyển sang nó sang tiếng Trung Quốc này rồi thì các bạn cứ để nguyên như vậy nhé. Và các bạn sẽ ấn vào chữ Today này. Nhớ là các bạn phải đổi cái ngôn ngữ máy của chúng ta sang tiếng Anh này để chúng ta làm cho dễ nhé. Rồi thì các bạn sẽ ấn vào biểu tượng avatar này. Rồi mình sẽ ấn vào cái địa chỉ ID Apple của chúng ta. Ok, thì các bạn sẽ chọn dòng thứ hai cho mình nhé. Đó, rồi các bạn sẽ ấn tiếp vào cái dòng này cho mình ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ kiểm tra này. Đấy, xem là cái vùng chúng ta nó đang ở nước nào nhé. Đó, mình kéo xuống này. Đó, thì bây giờ mình đã vào cái vùng quốc gia. Thì cái vùng của chúng ta vẫn đang ở Việt Nam này nhé. Tức là cái dấu tích ở Việt Nam này thì là khi chúng ta chuyển sang Trung Quốc nhưng mà nó chưa thành công, nó vẫn là bên Việt Nam này. Cho dù cái giao diện của các bạn đã chuyển sang bên Trung Quốc rồi nhưng mà cái vùng các bạn đó vẫn nằm ở Việt Nam này thì không bao giờ các bạn tải được nhé. Đó, thì các bạn lại quay lại. Đó, các bạn quay lại phần chi la cho mình nhé. Đó, chi la cho mình. Rồi các bạn nhấp vào đây. Rồi, sau đó các bạn sẽ ấn vào chữ Aget này. Aget tiếp. Thì bây giờ nó đưa chúng ta đến một cái giao diện như thế này. Thì các bạn sẽ ấn vào chữ lo le cho mình nhé. Ok. Đó, thì bây giờ đến cái tên đường này. Thì mình sẽ nhập là A, B, C này. Hai dòng này mình bỏ. Passcode có thể nhập 100.000. 1, 2, 3, 4, 5 này. Địa danh này nhé. Đấy, đây chính là địa danh này. Mình sẽ lấy là Bắc Kinh đi hay là Beijing đi nhé. Beijing này. Và cái dòng tiếp theo nó đến tỉnh thành nha các bạn nhé. Đó, thì các bạn nhấp vào đây. Ở Bắc, đây là rất nhiều cái tỉnh thành ở bên Trung Quốc này. Thì thường thường là mình hay một là mình sẽ chọn chữ Anhui này và cái thứ hai là Beijing là Bắc Kinh này nhé. Đó, thì các bạn chọn Beijing không được thì các bạn chọn chữ Anhui này. Thì mình thường là mình vẫn chọn Beijing. Đó, các bạn kéo lên. Rồi các bạn chỉ cần dị nhấp tay vào đây. Đó, tự nhiên nó khắc chỗ liền nhé. Rồi đến số điện thoại. Đó, thì các bạn nhập số điện thoại các bạn vào được nhé. 0976503506 này. Đó. Rồi mình sẽ đó, kiểm tra lại. Rồi các bạn sẽ ấn vào chữ like này. Nhớ là phải có chữ like nhé. Rồi sau đó các bạn sẽ ấn vào chữ đôn. Đó, thì bây giờ mình đã quay lại được cái app của nó này. Rồi, thì lúc nãy nó cũng là tiếng Trung Quốc, vẫn là chuyển sang Trung Quốc. Bây giờ mình đã xử lý lại này. Đó, mình vào cái vùng quốc gia mình chọn lại. Thì bây giờ mình sẽ ấn thử ở đây nhé. Tải TikTok này.
Ok, thì mình đã tải rồi nhá. Đó, mình sẽ ấn thử tải một cái nữa này. Ok, cái này mình đã tải rồi. Đó, mình sẽ ấn thử vào tải một cái app nữa nhé. Ok, vẫn bình thường nhé các bạn nhé. Đó. Lỗi là do các bạn khi các bạn chuyển vùng nó chưa đúng. Giao diện mà các bạn vẫn đang đã sang Trung Quốc rồi nhưng mà cái vùng quốc gia của bạn vẫn đang ở Việt Nam. Đó. Đầu một nơi, đít một nơi thì các bạn không bao giờ mệt các bạn tải được nhé. Thôi mình sẽ tắt cái này đi. Tải nữa thì mình đang dùng 3G rất tốt. Đó. Các bạn chuyển đầu một nơi, đít một nơi. Đấy, đầu một nơi, đít một nẻo thì các bạn không bao giờ các bạn tải được. Đó. Sau khi mình xử lý được thì nó tải về vẫn ok nhé. Rồi, bây giờ nó open này. Mình đã tải được rồi nhé. Mình sẽ quay phần ngoài này. Đó, đây chính là cái app TikTok của chúng ta này. Đó, mình đã tải về rồi nhé. Đó, mình sẽ mở lên các bạn xem này. Rồi, các bạn sẽ ấn một cái chữ này cho mình. Chả biết nó là chữ gì, mình cứ ấn vào nhé. Rồi, các bạn sẽ ấn vào chữ đây. Đó, đây chính là cái TikTok Trung Quốc này nhé.